Dân số thành phố Hồ Chí Minh hiện nay theo thống kê đã xấp xỉ 10 triệu người. Quy hoạch của thành phố sẽ xây dựng 11 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt với tổng công suất gần 3,1 triệu mét khối một ngày vào năm 2030. Bên cạnh việc xây dựng và đưa vào hoạt động các dự án xử lý nước thải, việc đảm bảo vận hành của các công trình này luôn được chú trọng. Ghi nhận của phóng viên HTV tại quận 12. Đây là công trình xử lý nước thải nằm ngay trên khu vực công viên An Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, với công suất 2.700 mét khối mỗi ngày, được khởi công từ năm 2019 và đi vào hoạt động vào năm 2020. Tổng vốn đầu tư gần 19 tỷ đồng, công trình sử dụng công nghệ sinh học liên tục 2 cấp để khi xử lý nước thải nhiều tạp chất ban đầu sẽ cho ra nước thải đạt tiêu chuẩn loại A. Các chỉ số quan trắc cũng được đơn vị này kiểm tra và báo cáo hàng ngày. Ở đây chúng tôi dọn dẹp từng ngày, rác mình phải lấy liên tục hàng ngày. Rồi những cái bùn mà nó bám trên thành bữa mình phải xịt rửa hàng ngày. Rồi mình phải xử lý cái mùi đó thì nó sẽ không bị ô nhiễm mùi. Rồi mình phải xây trong một cái nhà mình phải có kính, giảm bớt âm thanh tiếng ồn đi. Thì nó mới làm cho cái hệ thống nó hoạt động hiệu quả, chất lượng mà không ảnh hưởng đến môi trường cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân sinh hoạt. Tôi sống ở đây là cũng 30 năm rồi. Mà như cái trạm xử lý này thì rất là tốt, tại vì mỗi buổi sáng cũng có là cũng cả trăm người dân đi tập ở đây, nhưng mà không có cái mùi hôi mà không có tiếng động. Quận 12 hiện có một nhà máy xử lý nước thải công suất lớn tại khu vực Tham Lương Bến Cát, cùng với đó là khoảng 106 khu dân cư, nhà ở, chung cư có các hệ thống trạm xử lý nước thải công suất nhỏ hơn. Để người dân an tâm và ủng hộ các dự án xử lý nước thải sinh hoạt thì việc đánh giá đúng tác động môi trường, áp dụng công nghệ hiện đại, quy trình khép kín cũng như tuyên truyền đến người dân hiểu rõ công tác thu gom xử lý là hướng đi quan trọng trong thời điểm này. Cái dự án này xây 6 năm rồi, hầu như là nó không có tiếng ồn. Mùa khô thì nó cũng không có gây tới cái ảnh hưởng cái bốc mùi hay là mùi hôi, mùi khó chịu gì hết. Tất cả các cái dự án chung cư hoặc là khu dân cư mà đang triển khai thực hiện thì chúng quận đều yêu cầu tất cả các dự án đó là phải có đánh giá tác động môi trường và phải có thực hiện các cái trạm xử lý thải. Các cái trạm xử lý thải sau khi được hình thành thì chúng tôi cũng có theo dõi đánh giá, thì hiện nay cơ bản tất cả các cái trạm xử lý thải này đều phục vụ tốt về cái việc xử lý nước và không gây ảnh hưởng đến môi trường, và cũng mời người dân cũng như là giới thiệu cho người dân những cái vị trí trạm xử lý nước đó là có cái quy mô phù hợp và nó không gây ảnh hưởng đến cái vấn đề về sức khỏe, về môi trường của nhân dân. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 3 nhà máy và 4 trạm xử lý với tổng công suất thiết kế xử lý nước thải của thành phố là 644.200 mét khối mỗi ngày, mới chỉ đạt khoảng 40,8% theo nhu cầu. Thành phố sẽ huy động các nguồn lực đầu tư để xây dựng mới, nâng công suất các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, đảm bảo đến năm 2030 đạt công suất gần 3,1 triệu mét khối mỗi ngày.